mình xin chào các bạn nhá. Hôm nay được là một ngày nắng trên mình các bạn. Trời mưa cũng đâu rồi mới được nắng hôm nay. Và hôm nay mình có xuống nhà em Dũng. Em có chuyện vui các bạn. Được YouTube tặng nút bạc. Nên là hôm nay tổ chức ăn mừng. Nút vàng. Đây này các bạn, nút bạc được rồi, một nút vàng có ý cô là nít cái kim cương cứ bật mấy cần nờ nhẫn can mà sắp cái như sai lắm. Bây giờ chuẩn bị làm cơm ăn các bạn ạ. Đấy, hôm nay thì gia đình có đi chợ mua được ít thịt chó. Về cái này mình sẽ băm làm rồi xong là thịt thì sẽ xào lăn với cả làm giặc cầy. Đây thịt bò mình đã chín rồi các bạn. Em đang thái rồi. Nóng hổi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
หน่อยไหมอันจะไปปะเออขวบก่อนมันเจ็ดเจ็ดเจ็ดนึกสาวละนึกmón lòng quá chất lượng các bạn, trông hấp dẫn vô cùng. Nóng hổi. Và đặc biệt hơn là có món ong các bạn, vòng vé. Đây là một tổ nhưng mà mẩy được chắc được đầy rổ các bạn. Bọc củ đưa là tẹt tẹt rồi.chuẩn bị lấy hết canh mà này cho mì chính nhé, không mặn này.Làm là 5 âm 6 âm 6 à? 5 âm thôi, 6 bát rồi tiếp canh thì lấy 6 6 bát nhé. Cho 20 đi không được bịa gỏi ong nhộng ong này làm à 5 mâm các bạn ạ. Đây là sự kiện lớn này, coi như là một kỷ niệm chương, một huy chương bên YouTube cho mình các bạn ạ, cho em.Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Hãy subscribe cho kênh Thank you.